Mèo ú review xin chào tất cả các bạn. 14 tháng 2, anh báo lỡ một lần uống thử trà xanh tươi mát nhưng đắng chát. Ngay sau đó anh đã bị vợ tống cổ ra ngoài. Để bình tĩnh lại, anh quyết định khô máu với hội báo thủ ngày hôm nay. Trước đó, họ sẽ tân trang lại cho quả cầu gai, một màu đen quyền lực, thêm gai vàng cho khí thế. Lúc cao hứng, họ sơn luôn lên lưng anh lùn, vài đường cơ bản là có ngay chiếc áo độc lạ rồi. Ngoài quả cầu thì nắm đấm hầu cũng cần cho thêm tí màu sắc. Mọi thứ đã sẵn sàng, còn chần chừ gì nữa mà không thực hiện những thử thách tuyệt vời ngay sau đây. Đầu tiên là một thùng phi được thiết kế đặc biệt với nước màu phía trong cùng quả bóng ở bên nách. Hãy xem cú nổ của nó sẽ như thế nào nhé. Quả bóng đâu nhỉ? Có ai nhìn thấy quả bóng thì chỉ cho hội báo thủ xem với. Bóng khác thì nhìn thấy nhanh lắm. Đúng là các anh vẫn thích những quả bóng càng to càng tốt. Vụ nổ cũng đã mắt đấy, nhưng cùng nhìn xem hai quả bóng mà mèo đang mong chờ nó ở đâu rồi nhé. À, kia rồi, trông ảo thật đấy, cú đấm đã tạo ra một sự lộn xộn nhưng đẹp mắt, thùng phi bị bóp méo mó, u là trời, nhìn kia, phần đáy thùng bị phá hủy không thương tiếc. Tiếp theo sẽ là màn thể hiện của quả cầu vừa to vừa tròn, đúng là nó chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng. Một màn nổ tung tóe vẽ ra chiếc cầu vồng siêu to khổng lồ cực đẹp mắt, đúng là đã tai bổ mắt, anh báo vô cùng thỏa mãn, tuy rằng vẫn nhớ nóc nhà một tí tẹo. Nhưng không sao, trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi, anh tiếp tục tung ra chiếc rìu khổng lồ, từng làm mưa làm gió và khiến Rexy phải băng bó. Lần này anh đã bế luôn chiếc mô tô của bố vợ đại nhân đến đây, được thì đã nư, còn không thì về con xin lỗi, được chưa bố? Thế đấy, vì thái độ hổ báo cáo trồn của anh mà chiếc mô tô rơi lệch mất rồi, không thể để mọi thứ trôi qua vô nghĩa được, cùng thực hiện một cú ném khác xem sao. Thôi toang, lần này toang thật rồi ông giáo ạ, có khi nào chuyện tình của anh sau 14 tháng 2 lại tan nát như chiếc mô tô kia không nhỉ? Quả cầu gai hầm hố cuối cùng cũng được cho lên thớt, lại là một con mô tô khác, cứ dựng đứng lên như thế thì lại mời anh xơi rồi. Đúng như mọi người dự đoán, quả cầu nghiền nát chiếc mô tô trong chớp mắt, cực kỳ dễ dàng. Sức mạnh của quả cầu là như thế đấy, test thử thêm lần nữa với chồng bê tông xem nào. Nếu như các bạn còn nhớ, lần trước họ đã thử sức mạnh của nắm đấm hút. Nhưng nắm đấm hàng pha ke này đã không thể hạ gục hoàn toàn chồng bê tông được, cùng xem quả cầu gai có thể làm nên chuyện không nhé. Ba người đã có những phỏng đoán cho riêng mình, được đánh dấu bằng ba màu sơn khác nhau, liệu những tấm bê tông vỡ có giống như họ nghĩ hay không? Mạnh mẽ và dứt khoát, quả cầu với tốc độ bàn thờ lao xuống, toang, toang thật rồi các bác ạ. Cả ba người đều đoán chật lất, chẳng có ai chính xác cả. Nhìn xem những tấm bê tông có vẻ bị nứt kha khá, xem nó có thể hạ gục đến tấm cuối cùng không nhé. Tấm màu xanh đây rồi, amazing, good job em, đúng là những thứ có gai sẽ không bao giờ làm chúng ta thất vọng, chỉ trừ cú có gai ra thôi. Quả cầu gai đã hoàn toàn thành công vượt qua thử thách ngày hôm nay, đã tai đã mắt đủ rồi, cũng đến lúc anh báo nên quay về để xin lỗi nóc nhà. Chứ đời anh làm gì có D63 mà đòi uống trà xanh, uống xong cốc trà, hết bà thanh xuân thì còn cái nịt mà khóc nhé. Ngày hôm sau, họ đang có mặt ở một vách núi quen thuộc, nhiệm vụ thì easy thôi, đánh bóng vào tường, với sự bật nảy tự nhiên, họ dẫn bóng quay trở lại phao hơi kia là được. Cùng chờ xem màn thể hiện của họ sẽ như thế nào, sau những ngày tháng luyện tập quay tay không ngừng nghỉ nhé. Quả bóng được chọn lựa kỹ càng, trông khá bảnh tỏn với màu xanh nõn chuối ấy nhỉ, ai chiến thắng, sẽ có ngay 1 triệu đô, liệu rằng có được 1 triệu đô có thật sự dễ dàng hay không nhé. Anh lùn là người đầu tiên bước lên thất, tập trung cao độ đấy, vẽ ra một cú ném không hề tệ, nhưng chưa đủ, vì nó còn chưa chạm được đến bức tường, thì làm gì có bí thuật nào để quay về cơ chứ. Đến lượt của anh cao, tình hình cũng chẳng hề khá khẩm hơn cho lắm, khi anh dù đã cố gắng luyện tập bộ môn trà xanh quốc dân này trong thời gian dài. Cùng với cú đánh tung đất đá, thế nhưng có lẽ vì anh chưa đủ tiền mua mẹc, nên xin lỗi, chúng ta không cùng đẳng cấp. Quả bóng lần này cũng chưa thể đánh bật vào tường như mong đợi, có lẽ không phải do họ đánh dở, mà vì khoảng cách quá xa chăng. Anh báo bước lên, các chú lùi ra mà nhìn anh thể hiện này. Dồn sức bình sinh, anh quất thật mạnh gậy vào quả bóng, và thật sự là nó đã có thể bay cao bay xa, rồi đánh bật vào tường, vun vút quay trở lại chỗ họ đứng. Đỉnh đấy ông anh, gừng càng già càng cay là đây chứ đâu, cần gì mẹc, cần gì giò long mạch búp bê cho mất sức, còn trẻ còn khỏe thì anh cứ thể hiện hết mình là được thôi. Sau khi chạm bóng vào tường, việc tiếp theo của họ là cần đưa được quả bóng của mình vào lỗ. Tôi biết là bình thường các ông thích bóng to lỗ nhỏ, nhưng lần này thì ngoại lệ, bóng nhỏ lỗ to mới là chân ái nhé. Cố gắng mãi, cuối cùng anh lùn đã là người thành công đưa bóng vào lỗ, tiếp theo ngay sau đó, cũng không hề kém cạnh, bóng cũng nằm gọn trong đó rồi. Anh báo với sự khởi động tốt hơn, thế nhưng anh lại là người cuối cùng thành công. Sang vòng 2, họ đã phải đi bộ lên vị trí phía trên, với độ cao 165m mục tiêu vẫn là chiếc phao hơi sặc sỡ kia. Sau khi tung một cú đánh cao ngút ngàn, cố gắng gần phao nhất có thể, họ tiếp tục đi xuống dưới để dẫn bóng vào lỗ. Tưởng không khó mà khó không tưởng, rất nhiều cú bóng như cơn mưa ngang qua, lao vun vút qua phao hơi mà không thể rơi vào đó. Sau cú đánh bằng cả sinh mạng, anh cao đã cho nó rơi trúng vào mục tiêu, nhưng đó là bãi xít dê gần đó. Với quả bóng đầy mùi, cuối cùng anh cũng dẫn được nó bay trúng vào phao. Anh báo và anh lùn cũng lần lượt thành công trong cú đánh cuối cùng.
Anh báo chợt nghĩ ra một trò mới, anh muốn đánh bóng vào tường, rồi dùng găng tay bắt bóng chảy để hốt trọn nó. Anh lùn và anh cao đều cho rằng trò này là không thể nào. Nhưng với anh báo máu nóng như kem, ngay sau đó đã bắt tay vào việc, sau khi nhặt bóng đến mệt lử, cuối cùng, một thế lực tâm linh nào đó đã giúp anh thật sự bắt được quả bóng, đỉnh của chóp anh ơi. Các bạn nghĩ sao về những trò con bò hay ho trong video ngày hôm nay? Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ Mèo Ú. Mèo Ú yêu tất cả các bạn.